Các bạn cũng biết rồi đấy, tôi tiếc nuối về cái trận đấu ngày hôm nay. Đáng lẽ ra chúng tôi phải có 3 điểm đấy, tại vì cái sự nỗ lực của các cầu thủ trẻ và cái tinh thần đoàn kết, tinh thần thi đấu là coi như là các bạn ấy quá tuyệt vời trận đấu ngày hôm nay. Chỉ tiếc rằng là chúng tôi không may mắn. Cảm xúc của ông như thế nào khi hôm nay trên khán đài có 6 cơ của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay? Các bạn biết rồi, tại vì đội bóng Quảng Nam á chỉ thiệt thòi vì không có đá sân nhà. Đấy, nhưng mà bây giờ ra sân thì có những cổ động viên người ta cháy hết mình, luôn luôn kể cả là 1-2 người người ta cũng đi theo đội. Chính vì cái động lực đấy để cầu thủ chúng tôi cố gắng nhiều hơn. Ông thấy cái lối chơi của Công an Hà Nội nó có khác biệt gì không trước và sau khi ông Công? Thì ông Công thì mới đến được 3 trận này thôi. Đấy, nhưng mà thực ra mà nói rằng là con người của Công an Hà Nội thì là cũng là đẳng cấp rồi. Các bạn ấy là đẳng cấp hầu hết như là cũng là tuyển quốc gia hết. Nên các bạn ấy có cái kỹ năng, các bạn chơi bóng đỉnh cao. Đấy, thì là cái khi ông mới về thì cần phải có sự hòa nhập nhiều hơn nữa. Quảng Nam nó làm những gì để ngăn cản cái lối chơi đó, mình thủ thế và mình chờ đẳng cấp hay như thế nào? Thì các bạn biết rồi, khi mà chúng tôi đá ở trên sân như này á thì các cầu thủ trẻ của chúng tôi cũng non kinh nghiệm, cho nên là hiệp 1 tôi cố gắng làm sao để trận đấu về đến hiệp 2 thì lúc hiệp 2 chúng tôi bắt đầu với bung sức để chơi, tại vì tôi nghĩ rằng là sức khỏe chúng tôi, các cầu thủ chúng tôi có, tại vì nếu như mà đá đủ 90 phút thì sức khỏe của cầu thủ chúng tôi có và có thể lật ngược được tình thế. Các bạn nhìn thấy rằng là cơ hội ăn ở những phút giây phút cuối rất nhiều mà chúng tôi không tận dụng được cơ hội. Ông nghĩ rằng việc Đình Bắc nếu cậu ấy vào sân từ hiệp 1 thì liệu thị trận có khác cho Quảng Nam ở trận đấu này không? Không, tôi không nghĩ là bạn ấy vào hiệp 1 sẽ khác hơn, tại vì là bạn ấy bị chấn thương háng, cho nên tôi phải giữ cho bạn ấy. Bởi vì cái phương án của tôi là để cho bạn ấy đá cái từ khi đội tuyển về đó, tôi muốn bạn ấy đá cái tình huống 2, cái phương án 2 của tôi là hiệp 2 cơ. Tại vì bạn ấy khi mà đối thủ mà xuống sức á, thì bạn ấy lùa tốt lắm. Bạn ấy là người có cái tốc độ tốt. Trong cái quãng thời gian tới là một cái thời gian mà thi đấu V-League rất là dày, với đội hình của ông thì có chuẩn bị như thế nào trong cái quãng thời gian khoảng 10 ngày sắp tới với 3 vòng đấu hôm nay là trận đầu tiên? Thì như các bạn biết rồi thì con số của chúng tôi cũng đủ 30 người. Đấy, thì tất nhiên là nhân tố để mà thay đổi thì nó cũng không được khập khiễng bao nhiêu đâu, tại vì quan trọng nhất là chúng tôi dựa vào sức trẻ và cái sự đoàn kết và tinh thần chiến đấu của các bạn ấy thôi. Ông có thể chia sẻ một chút về Đình Bắc không? Tại vì Đình Bắc nói là ông đã dạy bạn ấy rất nhiều. Thì các bạn biết rồi, như là một huấn luyện viên như chúng tôi thì hầu hết như ai chúng tôi cũng dạy hết. Tại vì thấy khi mình phát hiện ra cái kỹ năng của các bạn đấy như thế nào thì chúng ta nên như là một huấn luyện viên chúng tôi nhìn vào cái kỹ năng của bạn đấy để mà hướng cho bạn ấy, cái định hướng cho bạn ấy làm sao chơi như thế nào nó tốt hơn, và khi mà nhận bóng ở phần sân đối phương như thế nào để tôi cho bạn ấy có thể là bạn ấy solo hoặc là bạn ấy dựa vào đồng đội. Đấy, tại vì bạn ấy có một cái sức dướn rất tốt, nếu bạn ấy dựa vào đồng đội ấy, thì bạn ấy sẽ hay hơn rất nhiều. Bạn Việt Kiều à? Thì bạn ấy thì tinh thần thi đấu bạn ấy rất tốt. Tinh thần thi đấu này là sự quyết liệt và thực sự bạn cũng rất thông minh. Thế nên là tôi cũng chọn bạn ấy đá cái vị trí tiền vệ trụ đấy. Ông có thể chia sẻ thêm về tình trạng của bạn Jago Hoài Minh? Jago thì hơi căng cái bắp đằng sau một chút, tại vì trước trận đấu bạn ấy đã bị căng rồi. Đấy, cho nên là khi mà bạn ấy hôm nay bạn ấy cũng cống hiến hết mình đấy vì sự đoàn kết của tinh thần của toàn đội. Cảm ơn các bạn không biết ạ, cảm ơn câu lạc bộ. Rồi, cảm ơn mọi người.